Hello chị. Chị em mới chở bé ra không? Chị mở đèn sáng nói chuyện với bé nè. Em mới còn Okay. Dạ, đây có chị gọi là chị Mai Thi nè, muốn nói chuyện với con nè. Dạ, em chào cô. Nè, con cầm máy luôn đi. Đang đâu vậy? Con đang đâu á? Dạ, con đang ở quán. Quán hả? Con hôm nay khỏe không? Dạ, con khỏe. Rồi bữa đi khám cái thai, bác sĩ nói sao? Thai còn nhỏ hả? Dạ. Rồi ăn uống sao? Con ăn uống được không? Dạ, con ăn được có một chén à. Ráng ăn nhiều nhiều vô, với lại uống sữa, có uống sữa phải không? Bữa cô cho 2 triệu rồi đi khám, bác sĩ đi siêu âm được chưa? Dạ rồi. Rồi mà sao siêu âm gì mà nghe chú nói là con không có phải đi siêu âm chỗ tốt mà không có thấy hình bé Bi vậy? Dạ, không có thấy hình. Dạ tại vì chủ trọ qua kêu mẹ con trả tiền trọ nên là mẹ con trả không có đủ tiền để đi siêu âm cái kia. Trời ơi, sao không lo cho con trước đi? Cái tiền trọ gì cô cho đó là cho cái phần cho con lo cái thân của con chứ đâu phải lo cái nhà trọ đâu. Tại vì bé qua bé đòi quá mẹ con phải trả. Trời ơi, bà đó sao bà cũng vô tâm vậy, thấy không, người ta nhà khó khăn mới được người ta cho con tiền mà cũng qua bóc lột chơi kỳ nè. Con có chơi Zalo không con? Dạ có. Bữa nào con kêu chú nè, chú chọc này nè, kêu xe cái thân con cho cô đi, giờ có gì lâu lâu á cô gọi cô an ủi con, cô tâm sự an ủi con. Dạ. Rồi có gì á, nếu mà thời gian lâu, tại vì mấy chú hồi nãy cô cũng có nói cho chú này, cô, mấy chú quay YouTube đâu có quay cho con hoài thì đâu. Dạ. Thời gian thôi. Dạ. Cho nên con share Zalo đi, rồi có gì á cô giúp được cái gì hết khả năng có thể nha, cô không hứa trước là cái gì nhưng mà cô giúp được gì cô giúp nghe không. Dạ. Cô thì không có con, cô lớn hơn mẹ con nữa, mẹ con bốn mấy? Dạ mẹ con 40. Mẹ con 40 thôi, nhỏ cô, nhỏ hơn cô nữa, cho nên á cô coi con như con cháu thôi, không có gì đâu. Nếu mà có gì á, nếu mà cô khuyên ngoan ngoãn nghe lời này kia, cô giúp được thì cô giúp nghe không. Dạ. Cô giúp con chứ cô không có làm cho con buồn gì đâu. Dạ. Cho nên á, cái gì á, về cho cô gửi lời thăm cho ba mẹ con nghe không, chúc sức khỏe. Trời, có gì bữa nào á con kêu chú á xe cái thăm con cái Zalo cô đi, giờ có gì con kết, cô kết bạn với con, có gì cô bữa nào rảnh rảnh cô gọi con nói chuyện với con hay không. Dạ cô ở đâu cô? Ráng mạnh dạn lên nha. Con ráng mạnh dạn lên để mà đừng có con biết nói sao nữa, đừng có nghe bên cái thằng nhà trường nói gì lại kia mà con buồn, con ráng mạnh dạn. Dạ. Cô chúc con sức khỏe, có gì bữa nào đi con tối rồi bên con tối rồi chuẩn bị đi ngủ rồi, có gì bữa nào đi cô gọi cô cháu mình nói chuyện cho không vậy? Dạ cô ngủ sớm vậy ạ? Sớm sớm vậy, bên đây 6 giờ, bên cô là 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối, cô ngủ sớm lắm, sáng ngày cô dậy sớm lắm con ơi. Dạ quen rồi. Dạ. Có gì ngày mai kết bạn đi, có gì ngày mai nói gì á, ban ngày á sớm sớm cô gọi cô nói chuyện với con ha. Dạ. Dạ con có chứng minh thư không? Có giấy tờ đầu đầy đủ không? Con có giấy dạ có không? Con có giấy căn cứ. Ok, vậy là được rồi, ok. Vậy là có gì kêu chú đầu trọng á, chị đó cái kênh của ổng đầu trọng, không biết cái ổng tình gì con cũng quên rồi. Yeah. Con kêu chú xe Zalo đi, rồi có gì ngày mai hả, cô rảnh cô gọi con nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe, ráng ăn uống nhiều vô nghe không, cho bé Bi nó lớn chứ cái thai con vậy là nó nhỏ lắm đó, 7 tháng mà có chút xíu à. Dạ. Yeah. Mình ráng ăn cho con mình nó khỏe đi. Có gì ngày mai cô nói con xem nha, nói cho cô gửi lời thăm trân trọng, xin cảm ơn trân trọng nha. Dạ. Cô bên đó khỏe nha cô. Cảm ơn con nha, chúc sức khỏe gia đình con luôn nha. Dạ. Bye bye cô. Bye. Take care. Dạ. Bye. Nói chuyện trực tiếp với con nha. Dạ. Tại vì ở bên đó bên mình thì buổi trưa thì
nhưng mà bên đó là đang khuya rồi, nhưng mà cô tranh thủ cô nói chuyện với con xíu rồi cô đi ngủ, hôm mai cái gì mai á chú chặt kết bạn con với cô đó, rồi con với cô đó nói chuyện nhiều hơn á. Dạ. Hồi nãy hai cô cháu nói gì kể là mấy chú nghe coi. Dạ, nói chuyện về bé với lại hỏi thăm sức khỏe. Hỏi thăm sức khỏe là nói là bé trong bụng là nhỏ đúng không? Dạ. Rồi nó có cô nói là cô hứa là giúp con nhưng mà không hứa đúng không? Dạ. Cô nói là con phải ngoan, phải nghe lời. Mà con có cho chú, tại vì cô có muốn xin cái số điện thoại kết bạn Zalo với con. Dạ. Cô thì sống ở bên đảo Hawaii bên Mỹ á, thì cô có gia đình rồi nhưng mà cô không có con, là muốn giống như là nói chuyện hàng đêm, nói chuyện với con đồ này nọ, muốn kết bạn với con thì giống như là con cháu trong gia đình á. Dạ. Nếu mà thời gian sau mà cô đó thấy mà con được đó thì cô có thể giúp con lâu dài, là dạ. Cô nói với chú như vậy. Còn nãy là biết cô nói chuyện với con như thế nào. Dạ. Cô chị đấy tên gì ạ? Chị đó là tên tiếng Anh là không biết đọc luôn, mà tên tiếng Việt là tên là chị Mai Thi. Có nghĩa là cô Mai Thuy á, là vừa nãy cô cũng có nói rằng là cổ không có hứa là sẽ giúp con được bao nhiêu, nhưng mà có nghĩa là sẽ giúp trong cái vòng cái trong cái khả năng của cô ấy. Với lại cái thai của con á, cô chú khán giả nói là 725 gram hả, là nó phát triển bình thường á, tại vì khi mà còn 2 tháng nữa là nó phát triển, rồi khi mà đẻ ra là nó cũng phải 2 kg mấy 3 kg là vừa đó, chứ không có nhỏ đâu, tại vì cô chú coi ở trên mạng, cô chú bình luận cái là cũng không phải nhỏ, là vừa đó. Cái đó thì thật sự đó giờ anh không biết, không gặp cái chuyện đó luôn. Em cũng đâu có rành. Tại vì em thấy cũng có nhiều khán giả bình luận nói là cũng hơi nhỏ, mà là không biết gì sao. Bên anh cũng vậy. Nếu mà muốn chính xác á, mình cho phải vô bệnh viện khác. Khám mà bao nhiêu, cô chú chị nói là đi khám là khám về 4 triệu gì đó, có bi đô luôn, là khám màu luôn. Đó mới là gọi là chắc cú 100%. Ừ. Chứ tại vì bây giờ là mới có 7 tháng mà là 725 gram, còn 2 tháng đó, 2 tháng nó phát triển nữa là cái máy đĩa ra là hơn nữa. Mà hôm qua thì bác sĩ nói là cũng bị bác sĩ nói là thiếu sắt, nó kêu ăn nhiều thịt cá với rau củ rồi vô. Rồi sáng giờ rồi con ăn cơm nước gì chưa Thủy? Dạ chưa, tại sáng người ta gọi cha con gấp quá, cha con đi luôn, cha ăn chưa mua cho con. Ủa chứ ở nhà không nấu cơm ăn hả? Dạ con có nấu nhà, chưa có ăn. Sao không ăn vô rồi uống thuốc sắt hôm qua bác sĩ đưa ra uống rồi vô chưa? Tính ăn mà chú vô. Rồi sáng giờ chưa ăn luôn. Dạ. Trời ơi. Cố gắng ăn sáng vô cho nó đầy đủ nha chưa? Bữa sáng là bữa chính á. Quý ông bà quý anh chị thấy không, hôm nay chọc lại có một chị Mai Thi cũng lại muốn gặp trực tiếp với bé Thủy bầu 7 tháng đó quý anh chị. Thì hiện tại bây giờ em ghi hình là 12 giờ trưa rồi mà bé Thủy còn chưa ăn. Cái này mà người lớn người ta nghe người ta biết người ta la con đó. Con phải sáng dậy ăn sáng một tí không? Bữa nay cha với mẹ có đi làm không con? Dạ có. Chủ nhật khoảng đi làm ha. Dạ. Cái nghề đó nó giống như là hôm nào có người ta kêu hả con ha? Đúng rồi. Đâu có phải như công ty đâu, làm có bữa chủ nhật nghỉ, ở đây dạng như người ta kêu là, hôm nào đi làm. Cái đó là trả lương ngày ha? Dạ. Mà sao cái môi của Thủy bữa nay là thấy nó khô hơn bữa đó anh chồng? Chắc thiếu nước, con ít uống nước đúng không? Dạ có uống nhiều lắm mà tại con không biết sao nó khô. Bữa nay là thấy là da dẻ là coi như hồng hào nè. Nhìn tươi tắn hôm bữa lại xanh lè. Thiếu ăn. Hôm bữa hôm tội nghiệp lắm nha, cái hôm mà anh em mình lại mà có gửi cho bé mà 500.000 đó thì bé nói là bé thèm cái gì, con nói con hôm đó con thèm gì? Không phải. Cháu lòng. Cháu lòng rồi tôm kho thịt. Thì lúc hôm đó là mẹ đi mua một cái tôm về kho thịt cho bé ăn luôn. Rồi thèm hủ tiếu gõ. Trời ơi. Tại lúc trước mấy chú không lại lúc đó thèm mà mẹ có mua cho con không? Dạ mẹ có tiền thì mẹ mua, mẹ không có thì mẹ không có mua. Ừ, có nghĩa là mẹ có tiền mới mua, còn không có thì sao mua? Ở Sài Gòn mà đâu có ai bán thiếu đâu con. Dạ. Ừ. Mấy mốt mà con có thèm á,
nha, mẹ không có tiền á, cứ gọi cho cô Thảo đưa tin nha không? Cô Thảo sẽ mua cho con nha. Dạ. Ừ. Cô Thảo đại gia lắm. Tại vì hiện tại là cái chỗ dãy phòng trọ của Thủy cả nhà thì đang giống là đang sửa chữa, thành ra là rất là ồn luôn. Với lại bữa giờ Thủy ở nhà không mà cũng rất là ngột ngạt, cho nên là hôm nay mấy anh em tới đây ghi hình và cũng như là có chị Mai Thi muốn nói chuyện thì mấy anh em rủ đưa Thủy ra quán cà phê cũng như ngồi uống nước cho đổi không khí xíu. Cho nó thoải mái. Ngồi phòng miết nó tù túng. Cái con hiện tại đang mang gì đó, con phải cố gắng, mấy chú thỉnh thoảng cũng đi ngang đây và muốn dẫn con đi ăn, đi uống đồ giống như là cho con thoải mái tinh thần và con lúc đó là con mới khỏe được, con hiểu không? Lúc nào con đừng có suy nghĩ buồn bã gì cả, khi mà mình cô đã có như vậy, đừng buồn bã, hãy vui lên. Mình sống lạc quan lên, bây giờ chuyện gì thì bây giờ nói chung là nó theo một cái chiều rồi, con hiểu không? Hãy cố gắng lên là mình sống làm sao mà mình bỏ qua cái dư luận ngoài xã hội, mình sống tốt sau này. Không? Rồi lâu lâu thì chú ghé như là con dẫn con ăn hoặc là hỗ trợ cho con một sau này con sinh con thì chú có thể là cho con là hộp sữa này nọ. Dạ. Thấy không? Mốt qua có giờ nhà trọ đi đâu nữa thì cứ gọi cho chú. Dạ. Ừ, hoặc là cô Thảo là chú giàu gì đó. Hôm nay Thủy nói chuyện với cô Mai Thi giờ thấy sao Thủy? Dạ thấy vui. Vui hả? Thấy cô cũng thương mà đúng không? Cô nói chuyện cô, cái cách cô thương, quan tâm dữ lắm chứ. Mình có duyên lắm mới được Mạnh Thường Quân, người ta họ trò chuyện trực tiếp, họ muốn giúp đỡ đó. Và hôm anh em mình đăng tải những có mấy cái video thôi mà có cô chú ta thương là đa số nước ngoài. Hôm bữa cái anh kia cũng nước ngoài ở bên Mỹ luôn. À, bên Cali muốn nhận con làm con nuôi, nhưng mà con nói là mẹ con thì chịu nhưng mà cha con không chịu, đúng không? Dạ. Mà con có hỏi ba con không đồng ý là con nuôi, nhưng mà con có hỏi ba ơi, ba nuôi cháu nội với con nổi không? Tại ba cháu ngoại chứ. Con có hỏi không? Dạ không. Sao không hỏi? Ông chửi. Chửi sao chửi? Nó bây giờ ba không nuôi con với cháu ngoại được thì bây giờ con có cha nuôi bên Mỹ thì con nhận con làm cha nuôi. Dạ. Cái tâm lý của người cha người mẹ là những cái người ta họ ở quê ấy, là họ nghĩ là cứ thể nhận làm con nuôi là dắt đi qua bển biển biệt rồi sợ kiểu bắt con dẫn đi luôn gì đó, là người ta họ sợ cái vấn đề đó chứ không phải là gì. Mấy nay là có thông tin gì bên kia không con? Bên gia đình của bạn trai con không? Dạ không. Cái hôm qua mà con gọi cho bà gì ta, mẹ của trường đúng không? Dạ. Bà có gọi lại không? Dạ không. Nhắn tin không? Nhắn tin luôn. Dạ không. Trời ơi, chị chắc rất là bỏ phế con luôn rồi đó. Dạ. Hôm bữa nghe nói là sanh ra mà nuôi được, không nuôi được thì đi cho, là em nghĩ là chắc là không quan tâm, không quan tâm, không có trách nhiệm luôn. Dù gì cũng là cháu nội của mình thôi mà. Ừ. Bây giờ nếu mà con bây giờ mà mấy chú mà đi xuống phòng trọ đó thì con có dám đi với mấy chú không? Dạ có. Và ban ngày thì có ai ở đó không? Dạ chủ nhật chắc có mẹ nó nhà. À, mẹ của tên trường đó làm gì con? Dạ làm hồ. Làm hồ hả? Phụ nữ đi làm hồ luôn hả? Dạ. Ừ. Ai điện con rồi con nghe đi. Con không, cái này của chú. Chú ạ. Là làm thợ hồ hay là làm phụ hồ con, mẹ của trường á? Dạ con không biết rõ nữa, tại xuống dưới mà kêu bả đi làm hồ con cũng không biết nữa. Rồi hôm qua giờ sức khỏe con sao rồi, ổn không? Dạ ổn. Ổn ha. Hôm qua giờ có ăn gì bổ dưỡng không? Hôm qua mẹ cứ mua thịt về hầm cho con ăn. Ừ. Rồi nhớ là kêu mẹ là mua sữa tươi mà sữa mà không đường á. Dạ. Uống nha. Bây giờ mình không có tiền uống sữa hộp thì giờ mình uống sữa tươi đi ha. Dạ. Thì gắng vượt qua cái này. Dạ. Ừ. Nhưng mà con có vô coi và đọc bình luận trên video không Thủy? Dạ có. Ừ, cũng có nhiều người ta họ chửi, họ nói chung là họ đánh giá mình đúng không? Dạ. Có buồn không? Dạ có.
Nói chung là một khi mà đưa lên thì nó có hai mặt, người thì thương người ta, họ cũng có người đánh giá mình. Cho nên là thôi cũng đừng có quan tâm, bận tâm về cái đó. Cần có người họ thương mình, họ giúp đỡ cho mình là được rồi. Cái gì làm lỡ mà mình đâu có mong muốn đâu, đúng không? Nhưng mà thực sự cái lỗi lầm này là cái lỗi lầm của con, cho nên là ông bà cô chú anh chị vô có bình luận, có trách móc con là cái điều đó đều đúng chứ không phải là sai, đúng không con? Con là cái điều con sai là con lầm lỡ và tin một cái thanh niên đó đã trao thân phận ngàn vàng con gái của con cho một cái người tên gọi là Sở Khanh, nói thẳng là Sở Khanh. Khi mà họ làm con như vậy đó, bầu 7 tháng, bây giờ cả một gia đình người ta không có chấp nhận là chịu trách nhiệm, phủi hết tất cả, đúng không? Đó, cho nên là cô chú ông bà nào mà bình luận trách móc con là cái điều đó là đúng chứ không phải là sai ha. Cho nên con cũng đừng bận tâm về những cái bình luận của ông bà nói đúng mà. Chú công nhận là con cũng đã sai rồi, mấy clip trước chú cũng đã nói con đã sai rồi, đúng không? Cho nên là con đường và con người ai sống cũng có một cái sai, thậm chí chú bây giờ cũng có những cái việc chú làm cũng sai vậy, đúng không? Nhưng mà mình phải biết là cái đó mình người ta la, người ta chửi mình là biết chửi mình là mình suy nghĩ là mình sai chứ không phải là gì cả. Yeah. Thì bây giờ con có ăn gì không? Giờ 12 giờ là ăn, người ta gọi là ăn cơm trưa luôn rồi chứ không phải là ăn sáng nữa. Bây giờ ở đây không có gì. Con mua giữa cơm. Con ăn cơm, ăn phở, ăn gì? Yeah, ăn cơm. Ăn cơm hả? Dạ. Yeah. Thôi về đợi chú đi, chạy về nhà lấy cơm nguội lại ăn ha. Chú cháu mình ngồi ăn luôn. Dạ. Hay giờ mình lấy nồi xoong ra cầm cầu mình nấu. Ra cầu nấu ăn luôn. Cô cháu mình ở đó luôn, đúng không? Để Thủy cười rất là dễ thương nha. Xinh gái. Thiếu nữ xinh đẹp mà. Cực kỳ xinh đẹp. Mai mốt là có cô Thu Phương đó mà. Cái gì? Mai Thi. Cô Mai Thi á, đó kết bạn với con rồi, cái trò chuyện rồi với cô rồi cũng đỡ buồn rồi ha. Dạ. Chứ bình thường là ở nhà là cha mẹ đi làm hết, là chỉ có là bé Thủy này với đứa em nữa ở nhà. Nhà cũng không có tivi luôn. Dạ không. Phòng trọ không có tivi đúng không? Dạ không. Có cái điện thoại mà sao giờ nó bị gạch ngang luôn rồi. Bể mà. Điện thoại nó bấy hết trơn. À, Thủy là có nhiều bạn bè không con? Dạ, con ít lắm. Ít hả? Nên lúc trước là gia đình con lên đây là con ở ngay chỗ cái phòng trọ của mẹ con là cho ở đó là cái thời gian lâu không? Dạ, một năm mấy rồi. Một năm mấy rồi con mới đi làm bán gà gán ha. Dạ. Bây giờ cũng còn sức khỏe nè, hôm nào chú dẫn con đi bán giấy số đi. Dạ. Cháu đi bán giấy số rồi kiếm tiền sinh nở chứ thì sao giờ? Mấy chú thì không thể nào giúp con lâu dài được, tại vì mấy chú là chia sẻ cũng vài ba clip thôi, cố gắng để mà truyền tải cũng như là sức khỏe của con lên cho quý ông bà anh chị người ta biết. Và mấy chú cũng không thể nào chia sẻ cho con lâu được, cho nên là nói chung giờ chú cũng không biết tính giúp con như thế nào. Ví dụ hàng tháng mà chú lãnh tiền YouTube hay là ai cho chú được 100.000, 200.000 này chú có thể lại là cho con, là cho con của con miễn sửa miễn tả thôi chứ không có giúp được hẳn hết, đúng không? Dạ. Bây giờ mà khi mà sinh xong rồi khoảng là bao nhiêu tháng mới được đi làm ta? Như 3 4 5 tháng gì không? 4 tháng là cũng là sớm. Là sớm. Còn 6 tháng. 6 tháng. Và lúc đó là ba mẹ con rất là cực. Con thứ nhất là con nhỏ tuổi, con không biết cái kiểu mà chăm con nữa. Là mẹ con phải nghỉ ở nhà chăm cháu ngoại, đúng không? Là mất thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Một mình ba con mà làm nuôi 5-6 người rồi đó. Thấy khổ cho thầy. Thấy lỗi lầm của con gây ra chưa? Rồi hả? Giờ hối hận có muộn không? Mai mốt mà không có thằng nào mà trên mạng rồi đăng hình ảnh lên xong rồi thấy Thủy đẹp quá rồi làm quen rồi xong mai mốt rồi lại tiếp tục nữa nghe không? Phải cân nhắc phải không? Dạ. Lỡ một lần rồi là lần sau là mình phải kiểu phải cân nhắc dữ lắm luôn á. Thôi bây giờ mọi chuyện nó cũng lỡ rồi, bây giờ mình bỏ qua hết đi. Thủy cho bé vui vẻ lên. Mấy anh em mình cũng tới đây nhiều lần mà thấy Thủy cũng còn hơi gục gà hay sao á. Thích nói chuyện. Còn ngại. Ngại nguồn chi em ơi.
Chú chồng thì cười quá chú chồng. Chứ bây giờ mình phải cho bé tươi cười cho nên là muốn mốt một thiên thần của con mới chào đời được, mà như một thiên thần nữa. Nghe không? Nó phải giống mẹ. Mà mốt để bé ra, bé gái là giống Thủy cũng dễ thương lắm, mà giống cái người cha cũng cũng dễ thương nha. Ừ, cha cũng đẹp, đẹp trai. Nhưng mà cũng mang cái họ Sở Khanh thôi. Tội Sở Khanh thôi, đúng không con? Dạ, đúng. À, mình là một người đàn ông, một người thanh niên. Mình làm cái gì, mình làm là mình phải nhận, cho dù mẹ mình làm như thế này thế nọ đi, nhưng mà mình phải có trách nhiệm, con hiểu không? Dạ. À, lo, thí dụ làm giờ 5 triệu thanh niên, giờ làm 5-7 triệu một tháng, rồi hàng tháng đó chích ra, thí dụ 2 triệu, 3 triệu rồi gỡ là cho con. Lần này là không gỡ cái gì luôn. Quá tệ. Ừ, thậm chí mà gọi điện hoặc là nhắn tin cũng không gọi điện, nhắn tin luôn hả con? Dạ. Quá trời, thằng này Sở Khanh luôn. Có khi nào trường có người khác rồi hả Thủy? Dạ không có. Sao con biết chắc? Có việc khác người ta mới lần lơ, còn chỉ có trường hợp là nó có là nó công khai thì nó không này có. Chú nói thật nha, chú nói thật, cũng như chú là một cái người đàn ông, nếu dạ. mà chú có một người bạn gái mà đẹp như con á, lỡ giống như trường hợp của con, chú không bao giờ bỏ, tại vì ngu vợ mình rất là đẹp, đúng không? Dạ. Vợ mình rất là đẹp, mình ngu gì mình bỏ thì khác nó hốt rồi sao? Dạ. Mà tại vì nó là mang họ Sở rồi. Là nó có phước rồi mới quen được, đúng vô, đúng không? Đúng, mới có phước, có phước lắm mới gặp con. Mà thằng này nó cái phước của nó không biết con tôn trọng, không biết nhận đón nhận, con hiểu không? Dạ. Tại vì nó trong mang Sở Khanh, mà nó Sở Khanh nó muốn là nhất thời nó yêu con và nó muốn làm như vậy với con thôi. Dạ. Ừ. Thì con có lời nào muốn nhắn nhủ tới tên trường này không? Sao đó anh có nói đi, em nhớ anh không? Nói anh ơi em nhớ anh, chết luôn á. Dám lắm mà. Không mà giờ là chú, giống là chú cháu mình là giống như thân à, quen ha. Dạ. Bây giờ chú hỏi nè, con có suy nghĩ con nhớ tên trường này không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Không, có nghĩa là con hằng con có nhớ là cái cảm giác mà tên trường nó làm như vậy vậy đó. Có nhớ không? Có. Có đúng không? Chú bảo đảm mà có. Tại vì chú là một người thanh niên, đàn ông chú biết. Ừ. Chứ cái cảm giác đó thật sự là khó giờ quên lắm, đúng không? Mối tình đầu của con nữa. Ừ. Là con quen trường là người đầu tiên của con hả? Là không, người thứ ba. Ồ, ồ. Mấy cái trường hợp mà khác kia là chỉ giống như là nhắn tin nói chuyện thôi hay là cũng... sâu sắc hơn à? Nói chung là chỉ là nói chuyện thôi. Dạ. Nói chuyện trên mạng thôi. Ừ, còn đọc trường đây là tính là, nếu vậy là trường là mối tình đầu. Mối tình đầu và ừ. cũng như là lần đầu tiên gặp nó thì đè xuống hốc bé này luôn, bé Thủy này luôn. Là lần đầu tiên gặp nó đè nó hốc con luôn phải không? Dạ. Chứ còn mà thanh niên với mình nói chung mới lớn lên thì mình nói chuyện cái đó là nói chuyện trai gái chuyện bình thường. Dạ. Chứ đâu phải là những cái người trước kia con nói là yêu đương đâu. Cái đó là yêu đương trên mạng thôi đúng không con? Dạ. À, còn tên trường này là yêu trên mạng, lúc đầu là yêu trên mạng, là nhắn tin ngọt ngào với con yêu và hẹn nhau gặp, đúng không? Rồi xong mới đưa về nhà trọ, con về nhà trọ nó đè nó hốt con luôn. Dạ. Đó, nó rõ mối tình đầu luôn. Trao cái thân phận mà ngàn vàng của con gái cho một cái thằng tên Sở Khanh. À, bây giờ nó chối bỏ hết, bây giờ phải ôm cái bụng bầu 7 tháng đi về phòng trọ của ba mẹ ruột để mẹ ruột lo lắng. Rồi hồi mà mới về đó rồi cha mẹ có ray không? Có nói năng tiếng nặng tới nhẹ gì không? Dạ có. Ừ đúng rồi. Mỗi lần giờ nhắc tên trường từ chín chín rồi. Mà cái quan trọng là mấy bữa nay là ngoại ở dưới quê biết chưa nè? Dạ ngoại biết rồi, biết hôm rồi. Qua ngoại mới gọi. Rồi ngoại có nói gì không nè? Dạ không, ông ngoại chửi, ông ngoại không có nói gì hết. Bà lo thì bà chửi vậy thôi, chứ bà với cha mẹ lúc nào cũng thương con hết. Dạ. Bà chửi thì sao? Dạ bà nói chuyện với mẹ con không biết nữa. Ừ. Con có thông báo ngoại ơi, ngoại sắp sửa có cháu cố rồi. Dạ có. Thôi mọi chuyện nó cũng lỡ rồi, cũng qua hết rồi. Thôi gọi điện về cho bà ngoại đi, nó bà ngoại con chúc báo tin mừng cho bà ngoại. Hôm qua bà ngoại điện lên rồi. Tin rồi hả? Con nói chưa? Con nói chưa? Dạ, bà ngoại hỏi con có bầu hả? Mẹ kêu là ừ. Rồi bà ngoại nói gì không? Cô Thảo đăng lên Facebook rồi chị Phương con thấy. Dạ.
Rồi sao nữa? Rồi chị Phương đem lại cho ngoại coi thì rồi ngoại mới gọi hỏi. Con có nói chúc mừng bà ngoại không? Bà ngoại được lên chức chúc cái gì? Cố. Dạ con có nói chuyện, mẹ nói chuyện. Bà ngoại có la dữ không? Dạ có. Đúng la rồi. Mẹ không ạ? Đúng rồi, la mẹ hay đúng, tại vì mẹ với ba không có lo lắng cho con, cho nên con mới ra ông nội như thế. Thôi vậy cũng mừng đi ha, tại vì bà ngoại cũng biết rồi. Thì còn ai chưa biết nữa không? Các bà ngoại biết là như là gia đình biết hết rồi. Dạ. Nhưng mà cô nghĩ là nếu như mà gia đình ngoại biết rồi thì ở bên phía trường á, cô nghĩ chắc cũng coi rồi chứ không phải là không bữa nay biết rồi. Biết rồi mà không có động thái gì ha. Dạ. Mấy lần trước là con điện mẹ trường là có bắt máy không? Dạ không. Không luôn hả? Giờ là im ru luôn. À, vậy thôi bây giờ thì nói chung là hôm nay cô chú tới á thì để thứ nhất là cho con nói chuyện với một cô Mạnh Thường Quân, cô Mai Thi là ở bên Mỹ đó. Để cho con nói chuyện trực tiếp với cô đấy, rồi để rồi xíu nữa là chú Trọc á kết bạn cho con với cô ấy. Rồi mai rồi con với cô nói chuyện nhiều hơn, là vì bên đấy bây giờ hiện tại đang nửa đêm rồi, cô cũng tranh thủ cô nói chuyện con xíu rồi cô ngủ. Rồi chừng mai đó hai cô cháu tâm sự gì đó thì riêng ha, nói chuyện riêng. Trước mắt là vậy là thấy cũng mừng cho con rồi đó, có Mạnh Thường Quân người ta họ quan tâm mình. Tại vì chú là cô xin số điện thoại của con, nhưng mà chú tôn trọng một cái gọi là nhân vật. Chú muốn cho cái số điện thoại của con cho ai á thì chú phải qua hỏi con một tiếng, nếu mà con chấp nhận thì chú mới dám cho. Con hiểu không? Cho nên là hôm nay là chú lại đây để mà cô đó là Mai Thi là hôm trước là có cho con 2 triệu đó. Đó thì con muốn kết bạn hoặc là muốn nói chung là cái cô Mai Thi đó là muốn giúp đỡ con thôi chứ không có gì hết. Thì chú sẽ cho cái số điện thoại của cô một tí nữa tắt máy xong rồi chú sẽ cho ha. Hai cô cháu nói chuyện như thế nào đó thì cô cũng rất là mến thương con. Không? Thì hiện tại bây giờ ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều người xin số điện thoại của con. Hiện tại giờ thì mấy anh em vẫn chưa có thể mà cho được, tại vì hỏi bé Thủy thì bé Thủy nó cũng còn đang ngại. Nếu mà muốn giúp đỡ hoặc là như thế nào đó thì liên hệ trực tiếp cho anh em, anh em có thể là gửi tiền gửi quà cho bé hoặc là điện cho mấy anh em sẽ dẫn tới nơi. Chứ còn mà cho số điện thoại riêng thì mấy anh em cũng chưa có sẵn sàng để cho, tại vì bé nó cũng không có muốn và cha mẹ của bé cũng không có muốn, là lỡ như mà gặp trúng những người tốt người ta họ giúp đỡ, nó gặp trúng những cái người mà ta họ không tốt là họ lừa một lần nữa thì sao, thành ra là mấy anh em cũng không chưa có tiền cho nha cô chú. Tại vì ở ngoài xã hội rất có nhiều cái gọi thành phần xấu, chú không có nói gom hết, có một cái thành phần nhỏ đó cho gây ra ảnh hưởng tới những người khác, cho nên là chú không có dám cho cái điện thoại số điện thoại con của bất kỳ ai hết á. Phải không? Thì anh em mình kết thúc ha. Thì chú hôm nay lại cập nhật sức khỏe con nhá. Với con nói chuyện với một chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Thì đó. Thì clip của em đến đây cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà quý chị những clip tiếp theo. Bye bye con nha. Chúc con sức khỏe nha.